Chào mẹ.
thật là tội nghiệp em. Em được có mỗi đồng 5.000. À, có cách này rồi. Ngọc Suvi ơi. Dạ. Và đây chị Bảo cái này. Chị đi chơi nhất đúng nhiều lắm luôn rồi nhé. Hơn 2 triệu rồi cô. Nên là hôm nay chị tưởng anh chị thôi sợ mẹ đi. Sao mà mẹ phát hiện được? Tí nữa chị nhắc là chị đút hết vào lọ luôn. Thế là mẹ phải không biết chị thiếu đồng nào đâu. Với cả thiếu này làm sao mà mẹ phát hiện ra mất 3 đồng được. Đây nấu cẩn thận không bỏng tay nhá. Vâng. Ra vị vào thành không ấy, cái này đơn giản, cái này đơn giản à, anh nên đâu vậy? Hết rồi, bây giờ mình chỉ cần cho ra vị vào và bê lên cho chị ăn thôi, đơn giản à. Mình đã nấu xong rồi, chắc bây giờ chị băng rồi lắm, mình mới bê lên chị băng với chị. Ok, cái đũa này xấu quá, mình lấy đũa đẹp chị băng rồi. Đúng rồi, vừa ăn nóng đông. Rồi thìa nước. Ok, bên em thì chị ăn nước rồi. Chị ơi, wow, cái mì khô này nhìn ngon thế. Chị ăn đi. Ủa, sợi mì dai cứ tròn luôn. Sao mà chị cứ ngồi thế thế này gì vậy? Thôi chạy, nhìn ngon quá, thế chị ăn nhá. Wow. Thèm lắm, chưa bao giờ chị được nhìn cái mùi cô là ngon như thế này. Ngon quá. Em ăn không? Em không, em ăn rồi chị đó là mẹ về đánh em mất. Thôi cứ ăn đi. Thôi, chị ăn nhá. Oh.